Đây là một cái MV mình nhận làm biên đạo trong năm nay. Mình đã rehearsal từ 6 giờ ngày hôm qua. Cực như quỷ vậy á, tập mấy ngày rồi. Đây nè. Nhưng mà lần này chỉ cho 3 ngày tập thôi, mỗi ngày tập 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên trong lịch sử là buổi lễ họ tập 3 ngày xong đi quay MV nhảy luôn. Những thế, tập 3 buổi thì buổi thứ hai là bắt đầu sửa động tác hết. Thực ra tới set tới hôm nay mình còn sửa nữa. Mình sửa rất nhiều cho nên là đó là cái chuyện bình thường. Ai có tài chuyện không mọi tay ẻ mà. Thật ra MV này biên đạo chủ yếu là hỗ trợ thôi, mình không thể lấy một chi phí nào hết. Đạo thế nào? Cái xe cho biên đạo là phải gấp đôi. Nhưng MV khác, nhưng mà lúc đi diễn là lấy thêm tiền biên đạo nữa nha mọi người. Anh bồi bàn. Ủa?